Hello, hello. Chào toàn thể anh chị, quý vị nhà mình đã đến với buổi lên sóng báo giá livestream mỗi buổi tối của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Và là Thanh Tùng nhá, rất vui được gặp lại gia đình mình. Đấy thì mỗi tối này 8:03 quen thuộc, em lại xin phép lên sóng báo giá thì mình và cũng như là trò chuyện tương tác cho toàn thể anh chị quý các bác về những mẫu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng cho ô tô đầu mối Hải Dương 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý gia đình ơi, không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream hơn. Để những quý cô bác nào mà đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này thì đến với em nhá. Vâng, chống Nguyễn Quang Đạt trong một thời đã xa trong trời đi tu hàng trong khu Văn Công. Đấy, chào toàn thể anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy, có rất là nhiều đầu xe hôm nay mới về để phục vụ gia đình mình luôn nhá. Các bác mình đang quan tâm những dòng xe nào đang quanh tầm 6 triệu, đấy, dưới 6 triệu thì cứ tham khảo cho em những mẫu xe mới nhất em mới về. Hôm nay thì có về một chiếc Ford Everest máy dầu nhá, đời 2012 số tự động này. Và về một chiếc Cruise 2011 cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo giùm em nhá. Đấy, tham khảo cho em đi gia đình mình ơi. Đấy, rất nhiều xe, rất là xe chất và đẹp này để phục vụ gia đình mình. Vâng, chào Long Cao, chào Nguyễn Văn Ngọc, chào các con Nguyễn Quang Đạt, chào một thời đã xa. Chào lại đi mình ạ. Đấy, hôm nay hai mẫu mới về nhá. Ford máy dầu Cruise 2011 số sàn. Đấy, để phục vụ anh chị quý vị gia đình ạ. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, đừng tiếc gì em Tùng vài lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Đấy. Thì để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay này, em xin phép lên sóng báo giá đầu xe hiện đang có tại bên em. Cho mình cùng tham khảo nhá. Bắt đầu buổi livestream này báo giá đại gia đình mình chiếc Kia Morning màu xanh nước biển đời 2010, đăng ký bánh 2012, bản SX. Đấy, bản SX nhá, bản đủ, đấy, bản đủ phun kịch. Động cơ 1.0 máy eco ăn xăng như người luôn. La răng đúc hoa mai 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xì điện. Đấy, sấy kính sấy ghế đủ cả rồi. Điều hòa auto cần số chính xác nhá. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền 235 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu cho anh chị quý vị gia đình nhá. Vâng, chào Nguyễn Đức Tùng, chào bác Vũ Duy Ngọc vừa vào xem buổi livestream ạ. Các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ cho em Tùng xin vài lượt chia sẻ anh chị quý vị gia đình ơi. Chúc cả gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhá. Đấy, mỗi giờ tối 8:30 vào ủng hộ em Tùng nhá. Kia Morning màu vàng, có Kia Morning màu vàng, bác Trần Thị Thu Hằng nhá. Đây, tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhá. Hyundai Grandi 10 hatchback một đầu bản đủ. Đấy, con màu trắng này đời 2016 này, nó rất là cao này. Con màu bạc thì đời 2014 này. Đấy, màu trắng bản đủ 260 triệu đồng. Và màu bạc bản đủ 2014 235 triệu đồng. Bản đủ thì được trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đầy lỗ Stanov, vô lăng tối khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đăng ký đăng kiểm dài. Con màu trắng thì đăng ký đến tận tháng 6 năm 2023. Còn con màu bạc này đăng ký tháng 4 năm 2023 cơ. Nhà mình mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình. Ok, bác nào vừa hỏi Kia Morning màu vàng nhá thì tham khảo cho em Kia Morning màu vàng này. Vâng, cho Quý Giang, cho Trần Thu Hoàng, cho bác Võ Duy Ngọc. Chào lại mình vừa xong buổi livestream hôm nay nhá. Đây, Kia Morning màu vàng đấy ạ. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm điện, hatchback một đầu quốc dân nhá. Điện đó máy số thì rất là lành, rất ít được hỏng vặt và dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. Kia Morning 2016 số sàn, động cơ 1.254 máy màu vàng, biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng. La răng đúc phay lốp láp đẹp, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2023 cơ nhá. Đấy, màn hình Cova này, cam đùi cam hành trình đầy đủ nhá. Đấy, 195 triệu đồng cho mẫu Kia Morning thôi ạ. Đấy thì vừa rồi là vài mẫu không? Vài mẫu nhỏ gọn là tiết kiệm điệu rồi đúng không? Đấy các ok Thanh Tùng nhé, chúc suốt buôn bán tốt nhé. Vâng, cảm ơn bác Phạm Chính rất là nhiều này. Đấy, cháu xin thay mặt chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, xin cảm ơn bác Phạm Chính nhá, một khách hàng là vô cùng thân thiết và quen thuộc chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, chúc bác có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy hoan hỉ vui vẻ cho cháu Tùng mấy lần chia sẻ nhá. Và chúc bác một tối vui vẻ. Đây, tiếp tục để báo giá một đầu xe mới về của bên em ngày hôm nay nhá. Đây, Toyota Altis nhá. Đấy, bố giá Altis. Đấy, nồi đồng cối đá quốc dân đây. Thương hiệu nổi tiếng mà giờ
cho ô tô đầu mối Hải Dương đang bán với cửa tiền 189 triệu đồng thôi. 189 triệu đồng nhá. Biển tư nhân 14 Quảng Ninh này, biển khá là đẹp. Biển 16, biển 1626 này. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp chạy điện. Atit 203 198 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xịt cực chất. Đấy, nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Đấy, 198 triệu đồng. Toyota Atit sedan đầu phân khúc hạng C này. Đấy, phân khúc hạng C của gia đình nhá. Đấy, dòng Toyota thì có rất nhiều là mẫu xe nổi tiếng này. Hạng B quốc dân nhá. Đấy thì ví dụ như Vios này, hạng C cao một xíu này thì có Camry nhá. Đấy còn à có Atit này, còn hạng D thì có Camry nhá. Đấy rất là nhiều dòng xe nổi tiếng và thương hiệu mọi người đều biết ạ. Avel 217, ok có Avel 217, chào bác Libero, chào bác Anh Tùng, chào đại đây mình nhá. Avel 217 thì tạm thời bên có một chiếc màu bạc thì mình cùng tham khảo rồi nhá. Chevrolet Avel 2017 động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với lốp sơn màu bạc đây. 1.5 số sàn, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy là răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, máy số keo chỉ nội thất zin. Đấy nhà mình ai đang tham khảo một mẫu xe đời cao này. Quanh quanh hơn 200 triệu một tí nhá, tham khảo cho em chiếc Avel nhá. 215 triệu đồng. Chevrolet Avel màu bạc 2017, máy số keo chỉ sơn xi cột keo zin nhá. Vâng, chào bác Hương Trần này, chào bác Ngọc Khoát này, chào bác Sóng Đầu Bạc, chào bác Libero, chào tất cả anh chị của mình đang xem buổi livestream ngày nay nhé. Chúc các bác đang xem buổi livestream ngày nay có buổi tối vui vẻ này, có bước sóng này thì anh chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất cho gia đình nhé. Đây thì hôm nay bên em có mới về mẫu xe mới đây, Chevette Cruze đây nhá. Đời 2011, 235 triệu đồng, đăng ký đăng kiểm này, đăng ký lăn bánh năm 2013, 235 triệu đồng. Số sàn động cơ 1.5 nhá. Đấy, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Một mẫu xe đến từ Mỹ cho mình cùng tham khảo này. Đấy, ngoại thất cực đẹp luôn. Biển 15 thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ. Đăng ký đăng kiểm dài miên man đến tháng 3 năm 2023 nhá. Máy số keo chỉ sơn xịt cực chất luôn. Đấy là răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy 235 triệu đồng thôi, lanh quanh mà chỉ có hơn 200. Nhà mình đã có một mẫu xe sedan hay đầu phân khúc hạng C. Đấy, đến từ Mỹ rồi nhá. Đấy, mới về con này này. Đây em xin giới thiệu những đầu xe mới về trước cho các bác mình cùng tham khảo nhá. Chào bác Hoàng Đức Hợp, ô tô cũ đã rách. Chào bác Ngọc Khoát, chào bác Hương Trần. Chào tất cả anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Thế này bên em có về một mẫu gầm cao máy thoáng, form dáng cực to cực rộng đến từ Mỹ nhá. Ford Everest máy dầu, động cơ 2.5, số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi đây. Nước sơn màu đen này, cao to đen hôi, gầm cao máy thoáng. Tên tư nhân 19 Phú Thọ, đất tổ đây. Na răng đúc thì được trang bị 4 bánh. Đấy, lốp láp mới cả dàn. Đấy, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp chạy điện. Đăng ký đăng kiểm dài nhá. Đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn. Đến tháng 7 năm 2023. Các bác nào đang muốn chọn cho mình một mẫu xe này gầm cao máy thoáng này, thương hiệu đến từ Mỹ nhá. Máy số keo chỉ sơn xi cột kèo zin, 450 triệu đồng. Đấy, cho chiếc Ford Everest đời 2012 này ạ. Đấy, nhà mình nhìn với em này. Đấy, hiện trạng xe nhá. Mới rửa có nước lã còn rất là đẹp luôn. Mới rửa có nước lã thôi. Cầm bệ thì vô cùng chắc chắn, không bùng mọt nhá. 450 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn ra độc sâu nữa. Vâng, cảm ơn bà Hoàng Đức Hợp. Vâng, cháu Cốc Huy Thủy, cháu Dương Bắc, chào đại gia đình mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Các bác nào đang xem buổi livestream ngày hôm nay có nhu cầu cần tìm những dòng xe 4 đến 7 chỗ loanh quanh 600 triệu này thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để được tư vấn, được xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Test xe thoải mái luôn. Tiếp theo đây này, loanh quanh hơn 400 triệu này, 440 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios đời 2017 số tự động, số tự động bản E nhá. Đấy, 440 triệu đồng. Màu trắng ngọc trinh rất đẹp này, full đồ chơi rồi. Đèn pha bi cầu mắt quỷ để la răng đúc phanh đĩa chống có cứng 2 mét, màn hình cova đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Động cơ 1.5 số tự động bản E, em Tùng đang bán với cửa tiền là 440 triệu đồng. Đấy, đời 2017, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Đấy, bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị mình mẫu xe này. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không có một xíu nào vướng mắc về pháp lý nhá. Đấy, Toyota Vios đời cao 2017, tham khảo cho em Thanh Tùng đi xe hình ơi.
Đây em xin báo giá tất cả đầu xe đằng trước này. Đấy, đằng góc này trước mình cùng tham khảo này. Toyota Vios bản E, coi như con này đời trung trung thôi. 2010, động cơ 1.5 số sàn nhá. Hôm nọ định xuống xem xe mà không được, ngày lấy về đi gia đình. Ok nhá bác, đến qua đàn nhá. Bác cứ hôm nào được ngày bác xuống bác gọi trước cho em nhá. Cứ hôm nào được ngày gọi trước cho em nhá, để em tùng đoán bác nhá. Vâng, chào bác Đặng Đức Tĩnh, chào đại hình mình. Đấy, các bác nào mà đến bên em này, địa chỉ chính xác là Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, gần cầu Hàn nhá, gần cái xăng nghiệp số 2. Đấy, cứ đến thành phố Hải Dương gọi em Tùng sẽ đón mọi người nhá. Tiếp tục này, Toyota Vios bản E 2009, 1.5 số sàn bản E xịn. Đấy, na răng đúc, được trang bị 4 bánh, lốp lắp mới cả dàn, xin nhan trên gương, gương kính cụm thủy điện, đăng ký đăng kiểm dài nhá. Đến tháng 1 năm 2023. Con này thì em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Bản E xịn 2009, đăng ký là bánh 211 nhá. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ đã cầm tay rồi. Lên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới thì trong ngày thôi nhá. 220 triệu đồng. Toyota Vios bản E xịn 2009 của gia đình mình ạ. Thì đầu buổi livestream thì em cũng đã giới thiệu gia đình mình hai mẫu i10. Hai mẫu i10 rồi, nhưng con này cũng là i10 nhưng đặc biệt hơn này. i10 2 đầu nhá. Mẫu i10 2 đầu duy nhất hiện đang còn ở bên em này. Hyundai Grand i10 2015, đăng ký là bánh 217, tên tư nhân 34 Hải Dương 4101 đây. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu nhá. Đấy, xe này mang động cơ 1.2 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, la răng đúc lốp náp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn gì này. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, về đi dịch vụ hoặc là về làm dịch vụ này, hoặc là đi gia đình nhá, sự lựa chọn hoàn hảo cho mình đây. 250 triệu đồng thôi. Đấy, hỗ trợ trả góp, bao ship xe toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình về mẫu Hyundai Grand i10 đấy ạ. Đây Altis 203 đây. Đấy, sedan con em báo giá rồi này, 198 triệu đồng này. Đấy, tiếp tục báo giá đầu xe đang có bên em nhá. Đấy, góc này là Kia Morning nhập khẩu 2010 này, 203 này. i10 2014 bản đổ này 235 triệu đồng này. Đấy, màu trắng là 2016 này, 250 triệu đồng này. Ok anh nhé, và dành có nhu cầu thì anh cứ alo cho em anh nhé. Đấy, hai số này thì em xin để lại hình này. Hai số này cho ô tô Mai Dương 0343540999 và 0347701777 nhá. Ok, hai số này thì để trên mình rồi nhá. Nhà mình có nhà thắc mắc gì thì cứ gọi thẳng hai số này này. Bắt máy 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật để phục vụ gia đình mình. Đây, tiếp theo đây một mẫu sedan đầu phân khúc hạng B, mở số tự động nhá, em Tùng đang bán với cửa tiền hơn 200 một tí thôi, để mình cùng tham khảo cùng em này. Kia Pride động cơ 1.4 số tự động, động cơ DOHC này, dòng Anh dòng trị của những chiếc Rio K3 xe tô bây giờ nhá. Xe sản xuất 2008 tại Hàn Quốc, nhập khẩu và lăn bánh tại Việt Nam năm 2010. Đấy, động cơ 1.4 số tự động 225 triệu đồng thôi, còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu. Tên tư nhân 29, thủ đô Hà Nội này. Thân vỏ thì cứng rắn này, nội thất thì mỡ màng này. Vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Nhập hàng 2008, 225 triệu đồng. Đấy, các bác cứ gọi điện này, mẫu này em còn bớt sâu cho các bác ạ. Vâng, chào Lợi Phạm, chào Chiến Giáp, chào Phạm Văn Dung, chào Đỗ Thành Nhơn. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Và đừng tiếc thì em Tùng một vài lượt chia sẻ cho gia đình mình nhá. Đâu để xong xem dòng này, cái đờ chỗ dòng đầu này có chiếc nào chưa báo giá, báo giá thì mình luôn này. À đây nhá, La Chetti 2009, đăng ký năng đánh năm 2010. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Tên tư nhân, đấy, tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương chúng ta đây. Con này thì em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 145 triệu đồng nhá, 145 triệu đồng. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng B màu đen, la răng đúc lốp náp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn chất, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình cova cỡ lớn nhá, nội thất cực đẹp luôn. 145 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu, còn gia lộc được nữa cho đại gia đình mình ạ. Đấy, em đã bớt kịch sàn này, gia lộc sâu này. Đấy, hỗ trợ gia đình mình mọi thứ rồi. Nhà mình hãy cho em xin vài lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Vừa rồi em Tùng đã báo giá khá nhiều đầu 5 chỗ rồi. Tiếp tục đổi gió này, báo giá thì mình một số đầu 7 chỗ nhá. Để mình cùng tham khảo cùng em Tùng này. Vậy là có một chiếc Ford Everest máy dầu 7 chỗ này. Tiếp tục báo giá thì mình nhá, một dòng 7 chỗ máy dầu đây. Tiếp tục là 7 chỗ máy dầu và đến từ Mỹ đây. Đấy,
Chevrolet Captiva 2009 động cơ 2.0 máy dầu nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng. Đấy, full option rồi. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp thủy điện. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, màn hình cova cỡ lớn nhất, cam lùi, cam hành trình. Đấy, máy dầu rất là kinh tế và rất là tiết kiệm này. 2.0 2009 với lớp sơn màu vàng cát đây nhá. 315 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn da độc sâu cho mẫu Captiva máy dầu này ạ. Vừa rồi Captiva máy dầu đến từ Mỹ này. Tiếp tục là mình lại về Nhật Bản này. Toyota Innova vua 7 chỗ đến từ Nhật đây. Đấy, con này là 2011, động cơ 2.0 số sàn bản gò xịn nhá. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phòng Đỏ. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng tối khí nhá. 325 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn da độc sâu. Đấy, một dòng 7 chỗ rất là tên tuổi và thương hiệu này. Nội thất rộng nhất phân khúc nhá, điều hòa của Nhật thì không phải bàn. Luôn tạo cái cảm giác rất sâu và rất đói buốt. Và tạo điều kiện thoải mái nhất cho anh chị khi mình di chuyển đủ tải 8 người nhá. Đấy, Toyota Innova đến từ Nhật. Đời 2011, 320 triệu đồng của gia đình mình. Đấy, tiếp tục cái 7 chỗ này. Đấy, cũng từ Nhật đây. Mitsubishi Jolly 2004, đăng ký và bánh năm 2006. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy, con này em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng, 7 chỗ. Đấy, phục vụ mọi nhu cầu gia đình của mình nhá. Đấy, 7 chỗ đi 7 người. Có 130 thôi. Các bác nào chốt được trên livestream ngày hôm nay này, giảm giá chỉ còn có 120 nhá. Đấy, thân vỏ thì liền lạc này, nội thất thì mỡ màng. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng đi nhá. Mitsubishi Jolly 2004, 135 triệu đồng. Vâng, chào bác Nguyễn Hồng Thắng này, chào bác Phi Long, chào bác Cường Long, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Mạc Đình Xuyên, chào bác Chiến Giáp, chào tất cả các bác đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay này. Đấy, cứ like thì cứ tìm thì cứ chia sẻ thật nhiều vào. Hứa là sẽ bớt sâu nữa gia đình mình nhá. Đây, báo giá lốt một chiếc 7 chỗ bên đang có, mình cùng tham khảo này. Toyota Innova 2008 bản G 2.0. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. La răng đúc, phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng 2m này. Vô lăng túi khí nhá. Đấy, rất là tiết kiệm nguyên liệu, một dòng xe 7 chỗ mà về đi gia đình cũng tốt, mà làm dịch vụ thì cũng hay này. 265 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn da độc sâu cho mẫu 7 chỗ này. Đấy, Innova thì đang có 2008 này, 2011 này. Đấy, một chiếc 2006 nữa thì hôm nay đi công vụ rồi. Các bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ nhá thì cứ comment, cứ bình luận cho em đi, em tư vấn cho. Đấy, cảm ơn bác đồng nghiệp rất là nhiều này. Đây thì ở chỗ này thì báo giá mình vài mẫu xe mà rất quen thuộc mọi người này. Toyota Vios 2010, đăng ký đăng bánh năm 2011 nhá. Tên tư nhân 30 thủ đô đây. Biển khá đẹp này, 32638 này. Đấy, máy lọc phát tài này. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Đấy, sơn xin màu đen, sedan 2 đầu. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này. Đời 2010, đăng ký năm bánh 2012, em bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn da lộc sâu cho gia đình nhá. Đây, em xem cái hàng này là còn mẫu nào nhỉ? Báo giá lần lượt nè. Hết thì thôi này, báo giá hết những đầu sản phẩm đang có thôi này. 80 đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy là rất là tin là sẽ phục vụ hết nhu cầu gia đình nhá. Tiếp tục này, Hyundai Grand i10 hatchback một đầu bản đổ 2014, đăng ký năm bánh năm 2015, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, tên tư nhân 30 thủ đô đây. Có con EcoBoost hay không, hay là con Accent màu đỏ đời cao một chút. Accent màu đỏ thì không có rồi, nhưng Accent đời cao đang có một con 2019 bác Đặng Đức Tĩnh nhá. Đấy, con chóng Luân Nèo, chóng Dưỡng Dĩnh Trương, chóng Trường Giang, chóng Nguyễn Hồng Thắng, chào Đại Đình mình. Quay i10 đi anh ơi, đây i10 bác ơi. Đấy, i10 hatchback một đầu 2014 bản đổ nhá, 235 triệu đồng. Bản đổ thì được trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Tay nắm cửa thì trang bị nốt chạm một mở thông minh nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, 235 triệu đồng, bản đổ 2014. Còn bớt, còn thương lượng, còn da độc sâu này. Đấy, rất là nhiều là dòng xe quốc dân của thế gia đình mình. Mỗi tối thì em xin nhà mình là từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá lần lượt những đầu xe bên em đang có nhá. Các bác nào quan tâm sâu dòng xe nào này, sau buổi livestream thì em sẽ nhắn tin với từng bác một này. Bác nào comment sẽ nhắn tin với từng bác một để tham khảo cho mình những mẫu xe bên em có này. Tiếp tục là Toyota Vios 2009,
động cơ 1.5 số sàn nhá, tên tư nhân 20 Thái Nguyên đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng. Đấy, 195 triệu đồng màu bạc, tên tư nhân, không dịch vụ taxi nhá. Toyota Vios lồi đồng cuối đá, khóa cũng chưa hỏng đã. Đây, thì vừa rồi em đã giới thiệu à Innova 08 này, 11 này, đúng không? Đúng rồi. Tiếp tục báo giá mình một mẫu Toyota Innova đời cao luôn này. Toyota Innova, đấy, đời 2015 bản E, đăng ký là bánh 2017. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi nhá. Đấy, bản E xịn, trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 5m, xin nhan trên gương kính cụp xe điện này. Đấy, con này thì đời cao, bên em hỗ trợ trả góp, bao suốt hồ sơ và ship xe toàn quốc cho anh chị quý vị mình nhá. Đấy, mẫu xe đời cao đây, rất là đẹp luôn, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất nhá, 395 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm được nữa cho những khách hàng thân thương nhà mình ạ. Đấy thì cái góc này em báo giá hết rồi này. Đấy, cái góc này báo giá hết rồi. Đây, xem về đằng phía sau này đi, để báo giá anh chị quý mình này. Bác nào mà vừa hỏi Accent nhỉ, bác nào vừa hỏi Accent thì bên em còn tạm thời hai mẫu Accent này nhá. Đấy thì em tư vấn cho mình luôn này, Hyundai Accent 2009, động cơ 1.4 số sàn nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Con này thì em đang bán với mức giá tham khảo cho anh chị của mình quan tâm là 160 triệu đồng, 1.4 số sàn nhập Hàn. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn, xe ra đầu, tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhá. Hyundai Accent 2009, 160 triệu đồng. Đấy, cạnh 09 thì có 19 luôn này, đời cao, xe lướt, gửi gia đình nhá. Hyundai Accent 2019 màu trắng, xe động cơ 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Đấy, con em nó gửi gia đình nhà mình là cửa tiền là 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ giải góp, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc nhá. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Rồi, xin nhan trên gương kính cụp xe điện, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi, bao zin, bao test hãng trên toàn quốc cho mẫu Accent này nhá. Vâng, chào bác Đồng Hiệp ô tô cũ Hải Dương này. Đấy, chào bác Tạ Văn Bắc, chào bác Hồng Mộc Lê Hùng, chào bác Huỳnh Gia Nguyễn này, chào tất cả những anh chị mình đang xem với chị mình nhá. Đấy, em xin phép uống cốc nước này, xin phép uống cốc nước để tiếp tục để phục vụ gia đình mình nhá. Đấy, nhà mình cho em mấy lượt chia sẻ nào để em cùng tiếp tục báo giá những đầu xe hiện đang còn tại chỗ ô tô Lồng Hải Dương nhá. Rất là nhiều xe luôn, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Đấy, tiếp theo là lại báo giá hình mình hai mẫu Toyota Vios đời cũng khá là cao nhá. 2015 màu xanh và 2016 màu vàng cát nhá. Đấy, 2015 bản Z động cơ 1.3 số sàn tên tư nhân. Đấy, biển 17 quê lúa Thái Bình đây. Đấy, bản Z rất là đẹp này. Các bác nào mà đang muốn chọn mình một chiếc xe tiết kiệm nguyên liệu, mang về đi gia đình đã đưa dịch vụ nhá, quan tâm cho em chiếc này nhá. 2015 bản Z 285 triệu đồng. Cháu đồ gỗ Đức Hiệp này, tiếng khó nghe ghê lắm. Các nhà mình xem bọn em xem tiếng ok nhỉ? Để em chỉnh lại mic một tí nào. Xem tiếng ok gia đình ơi, có nghe được không ạ? Sợ bé nhỉ? Alo alo, 1 2 3 4, alo. Tiếng được chưa nhỉ nhà mình ơi? Ok. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều nhá. Cảm ơn những lượt bình luận, những lượt đóng góp ý kiến gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Vios 2015 rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình nhá. Toyota Vios màu vàng cát 2016, động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 360 triệu đồng thôi. 360 bao rút hồ sơ, hỗ trợ góp, tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Đấy, na răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng 5m này, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương, màn hình cô vã cỡ lớn, cam lùi cam hành trình, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2023 cơ nhá. Đấy, 360 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn giao độc sâu. Vâng, chào bác Thúy ô tô Hải Dương. Hello cả nhà, vâng, lâu lắm rồi mới lại gặp lại bác Thúy ô tô Hải Dương nhá. Chúc bác Thúy ô tô Hải Dương nay một buổi tối vui vẻ này. Đấy, mong bác Thúy ô tô Hải Dương cũng chốt nhiều xe như chợ ô tô Lồng Hải Dương nhá. Vâng, chào Ngô Văn Việt này. Vâng, cảm ơn bác Thúy ô tô Hải Dương rất nhiều này. Nghe ok mà ok. Innova 2015 có trả góp không ạ? Con Innova 2015 có trả góp anh nhá. Vâng, chào quý Giang ạ. Đấy, con Innova 15 mới có trả góp nhá. Vâng, chào Trung An, chào đại đình mình.
cạnh hai mẫu Toyota Vios đời 2005 và 2006 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình nhé. Kia Cerato. Kia Cerato 2017 đăng ký là bánh năm 2018, động cơ 1.6 số tự động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu trắng sedan đầu phân khúc hạng C này. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đây, cảm biến đầu và cảm biến đít thì đầy đủ cả này. Cặp đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cục chỉ điện. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Kết hợp các nút điều khiển này, có cả cảnh số thể thao rồi. Đấy. 485 triệu đồng em Tùng đang bán tại chợ ô tô đồ ngoại Dương. Giá còn bớt còn thương lượng sâu gia đình mình ạ. Vâng, chào bác An Bình này. Chào bác Trung An, có Fortuner không? Fortuner thì tạm thời em chưa có bác ơi. Đấy, bác mà đang quan tâm sâu dòng Fortuner nhá, để lại cho em số điện thoại đi. Nào mà về đầu Fortuner là thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Vâng, chào bác Tuấn Mai Văn Tuấn này. Đấy, chào đại đình mình nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, hãy đặt nút tay vàng, nút tay bạc, nút tay kim cương của mình vào nút chia sẻ đi. Đấy, để lan tỏa buổi livestream này hơn cả Tùng nhá. Để bước sóng này tiếp cận hơn với những bác nào đang quan tâm đến dòng ô tô cũ nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Cạnh mẫu Cerato 2017 với cửa tiền em báo ra cho gia đình mình là 485 triệu đồng rồi. Nhà mình tiếp tục tham khảo dùm em nhá. La Chetti 2008 đăng ký năm bánh năm 2010. Động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi tiên tư nhân. Đấy, em đang bán con này với cửa tiền là 176 triệu đồng thôi. Sedan hay màu đen, la răng đúc, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịn đại chất luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2023 nhé. Đấy, sedan đầu màu đen, các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy, hoặc là nhu cầu cao hơn này, đi lại này, giao lưu gặp gỡ bạn bè nhé. Quan tâm cho chiếc này nhá. 176 triệu đồng ạ. Cạnh mẫu La Chetti 2008 bên mình có Atit 2010 số sàn không em. Atit thì bên em đang còn một chiếc 2003 số sàn thôi, và một chiếc 2009 số động ạ. Còn 2010 số sàn thì tạm thời bên em chưa có nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này này. Đấy, hoan hỉ cho em xin mấy lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Vâng, cháu Thủy Hợp cho đại đình ạ. Báo giá khá nhiều đầu 5 chỗ, 7 chỗ rồi này. Đấy, tiếp tục báo giá mình một dòng 7 chỗ SUV nhá. 7 chỗ SUV đến từ nhà Hyundai. Hyundai Santa Fe 2007, động cơ 2.7, 2 cầu điện máy xăng. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền mình cùng tham khảo là 315 triệu đồng. 2.7 nhưng em cam kết là máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. Atit 2.9 bao tiền em? Con Atit 2.9 số động thì phải mai mới về cơ. Em còn phải dọn dẹp và cân đối giá cả nhá. Thì em sẽ liên hệ với bác Lương Nguyễn ngay và luôn nhá. Mai về em sẽ liên hệ bác luôn nhá. Đấy, Santa Fe 2.7 số tự động 2.7 máy xăng đây. 315 triệu đồng. La răng đúc. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài thường thượt luôn. Đến tháng 3 năm 2023. 315 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 2007. Đấy, góc này thì báo giá cũng gần hết rồi này. Accent 2.9, Accent 2.19 này. Avel báo giá rồi này. Ok, em sang đầu bên này đi. Để em xin phép sang đầu bên đằng này để báo giá cho gia đình mình nhá. Đây, tiếp tục cùng một dòng xe 7 chỗ đời cao đây, các bác tham khảo dùm em Tùng nhá. Đây, 7 chỗ đời cao màu trắng đây, tham khảo cho em Tùng đi anh chị quý vị gia đình ơi. Kia Zondo 2016, đăng ký bán bánh năm 2018. Xe động mang động cơ 2.0 số động, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. 7 chỗ xe lình, em Tùng đang gửi cửa tiền là 470 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp. Đấy, na răng đúc phay 4 bánh, nốp náp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút điều khiển. Đấy. Đấy, các nút điều khiển này, nghe gọi rảnh tay này, cruise control này. Có gãy số thể thao nhá, màn hình zin bản theo xe. Điều hòa auto, hai vùng điều hòa độc lập. Đấy, 470 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn ra độc sâu cho các bác nhà mình ạ. Đấy, dòng 7 chỗ số động xe gia đình. Các bác nào về làm dịch vụ thì cũng rất là hợp lý nhá. Ăn chỉ loanh quanh tầm 5 lít 2 đến 5 lít 3 trên 100 km rồi ạ. Vâng, cháu Nguyễn Khánh, Nguyễn Trọng này. Cháu Nguyên Vua. Cháu Mạnh Thường Lê. Chào bác kệ nó đi, chào đại gia đình mình.
Đấy, chào toàn thể anh chị, quý các bác, quý khách hàng thân thương của chợ ô tô đồ Hải Dương nhá. Đấy, em cũng báo giá là khá rồi đồ xe đấy. Không biết là các bác đã ưng được mẫu xe chưa nhỉ? Các bác ưng được mẫu nào rồi này? Thì cứ bình luận đi, comment lên để em Tùng báo giá cũng như là giảm giá kịch sàn cho những khách hàng thân thương nhà mình nhá. Vâng, chắc Hồng Nhung Hồng này, hãy chào đại hình mình. Tiếp tục báo giá cho mình nhá. Một mẫu xe đến nhà Kia đây. Kia Morning 2009. Xe này mang động cơ 1.0 số tự động máy eco, bản SX bản đổ phun kịch nhá, nhập Hàn, màu xám lông chuột rất đẹp này. Đấy, các cô các bác nào mà đang có nhu cầu mà tập lái bổ túc tay lái nhá. Đấy thì tham khảo trên chiếc này nhá. Biển 15 Hải Phòng, thành phố Hoàng Đỏ, tên tư nhân. Là sáng đúc hoa mai, có phanh dây chống bó cứng ABS rồi. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn nhá. 228 triệu đồng cho mẫu Kia Morning màu xám lông chuột này ạ. Đây. Cành mẫu Kia Morning màu xám lông chuột rồi này. Tiếp tục báo giá chị quý vị mình nhá. Ơi, màu trắng mẹ mắng không mua đây. Lồi đồng cuối đá phá chưa hỏng. Đây, trường kỳ kháng chiến với thời gian này. Toyota Vios 2017. Động cơ 1.5 số sàn bản E, tên tư nhân. Đấy, tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Đất thai đất cảng nhá. Con này thì em đang bán với gia đình mình với cửa tiền là 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Đấy, là sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, đăng ký đăng kiểm dài tháng 11 năm 2023, cầm bệ chắc chắn không một xíu mục mọt nhá. Đấy, full đồ chơi rồi, cam nồi cam hành trình, màn hình cova, giá là 390 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, còn ra lộc sâu nhá. Đấy, dòng Toyota Vios này rất là lành, rất là bền này. Đấy, tem thể thao được dán trên xe này, lấy dọc xuyên xe này, rất đẹp luôn. 395 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios bản E 2017 ra đời mình nhá. Con Santa Fe đấy, máy xăng hay dầu, số động hay số sàn? Đây, con Santa Fe 207 số động máy xăng bác nhá. Đây, con này máy xăng số động ạ. Đấy, bác Đặng Đức Tính mà có quan tâm dòng Santa Fe này, đấy tham khảo cho chiếc này nhá. Máy xăng đấy, đây 207 số động bác nhá, động cơ 2.7 hai cầu. Đấy, báo giá tiếp tục này. Đấy, báo giá tiếp tục dòng xe đang có tại bên em nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho anh Tùng xin vài lượt chia sẻ nữa đi anh chị quý vị gia đình ơi. Morning màu vàng này báo giá rồi này. Hyundai Grandi 10. Con này báo giá rồi đúng không? Đúng rồi, con này báo giá rồi, 235 triệu đồng. Hyundai Grandi 10 bản đồ 2014 này. Đây, cạnh mẫu Hyundai Grandi 10 bản đồ 2014 thì báo giá anh chị quý vị nhá. Hyundai Grandi 10 bản Bay 2016 số sàn tên tư nhân. Đấy, con này thì hồ sơ cầm tay rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới cho gia đình mình trong ngày thôi. Em đang bán với cửa tiền 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn ra lộc sâu. Một mẫu xe máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Vâng, chào bác Quang này. Chào Nguyễn Khuê, chào đại đình mình nhá. Đấy, góc này nó cũng hết xe rồi. Góc này hết xe rồi, thì ra góc bên này đi. Đấy, ra đầu bên này nhá. Đầu bên này thì cực nhiều những dòng xe tập lái mình cùng tham khảo luôn. Đấy, cực nhiều dòng xe tập lái nhá. La Chetti đâu nhỉ? À, cho nó xin trong kia cơ. Đây. La Chetti 2013, đăng ký năm bánh 2014. Đấy, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, tên tư nhân, 34 Hải Dương, biển Tiến rất đẹp đây. 06364 này. Xin nhan trên gương. Đấy. Lốp nắp còn đẹp còn mới nhá, bảo đảm cho anh chị của mình còn sử dụng lâu dài, đăng ký đăng kiểm rất là dài đến tháng 1 năm 2023. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn. Đấy, anh Tùng đang bán con này với cửa tiền mình cùng tham khảo là 190 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn xi cực chất luôn. La Chetti Cedric. La Chetti 2009 ạ. Cành mẫu La Chetti 2009 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị này. Genza 209 sedan đầu màu đen. Anh Tùng đang bán với cửa tiền 125 triệu đồng thôi. 125 triệu đồng. Đấy. Xe đang đào tập lái tránh mưa tránh nắng nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Chào bác Nguyễn Việt Hà, chào bác Hy Võ, chào bác Quang. Chào tất cả anh chị mình vừa vào xem buổi livestream này nhá. Các bác là hôm nay vào xem lần đầu này, cho anh Tùng xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đồ Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu cũng như là những buổi tối báo giá bên nhá. Cho anh xem biển số. Cho anh xem biển 59 à. Đâu, 59 là con nào nhỉ? Con 5 con 9 à.
Tôi để em xem lại con 519 ở đâu nhỉ? Đâu con 519 là con nào bác nhỉ? Con xe giá bác bình luận này rõ em một xíu nào. Năm con 9 đâu đi nhỉ? À biển số 5 con 9 đây là con Lacetti được. Con Lacetti thì thế này đi có công vụ một xíu các bạn. Đúng nhỉ, em nhìn lại nó là góc nào nhỉ? Nhiều xe quá lắm lúc là cũng chưa được xác định đang chỗ nào cơ. Đấy bác đợi em một xíu nhá, để em báo giá góc này, để em xem con biển 519 nó đang dựng ở đâu. Để báo giá thì nhìn mình nhá. Kia Morning số sàn 2009. Đấy, xe thì mang động cơ 1.0 nhá, bản đổ số sàn. Em đã bán con này với cửa tiền mình cùng tham khảo là 146 triệu đồng thôi. La xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS bản SX bản đổ của số sàn này. Tên tư nhân 34 Hải Dương 4 mùa không một lụt. Đăng ký đăng kiểm dai. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Xin nhan trên gương, gương kính cục gì ạ? Máy số keo chỉ sơn di chất nhá. Đấy, Morning 2009 số sàn 1.0, em đã bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 146 triệu đồng. Cạnh mẫu Kia Morning số sàn rồi này. Tiếp tục báo giá này mình này. Kia Morning số động 209 180 triệu đồng. Đấy, nhập hàng nguyên chiếc đời 2009 nhá. Bản lợi. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Rất là phù hợp với các cô các chị nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái này thì tham khảo trong chiếc này nhá. Morning 209 số động 180 triệu đồng. Con cháu Xuân Cảnh, chào bác Hồ Hùng Tư. Chào tất cả những quý vị đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, những lượt xem, lượt tim, lượt like cho đình mình. Đấy là động lực để em Tùng cũng như chợ ô tô đồ mối Hải Dương ngày càng phát triển và được con vai ốt biển 34 biển con 8 e xịn hả em? Đúng rồi, con đúng rồi, con số biển 8 này con e xịn đấy bạn. Đấy, con này là con 209 e xịn đấy. Đây con này. Vai ốt bản e xịn 2009 đây. 1.5 số sàn. La xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS cảm biến đuôi. Hai túi khí nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 225 triệu đồng nhá. 225 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Đấy, con này thì em nhớ không nhầm biển gốc ở 14 Quảng Linh ạ. Đúng rồi, biển gốc Quảng Linh. Đấy, con này thì rút hồ sơ rồi lên những thủ tục sang tên đổi chủ. Bấm biển mới trong ngày thôi. Bác nào đang quan tâm mẫu này thì để lại cho em bình luận cũng như comment nhá. Đấy, hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Hoặc là hai số hotline ở trên mình 0343 540 99, 0347 701, em tư vấn cho ạ. Đây báo giá lốt đầu xe góc này này. Trong góc này thì cực kỳ nhiều mẫu tập lái tầm lanh quanh trăm, hơn trăm tí mình cùng tham khảo này. Hơn trăm tí nhá. Kia Morning 208 1.0 số sàn. Đấy, 4 máy, tên tư nhân 29 thủ đô đây. 1.0 số sàn 4 máy, em Tùng đang bán với cửa tiền 130 triệu đồng thôi. 130 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn giao động sâu này. Đấy, góc này thì lanh quanh rất là nhiều đầu xe thì tầm hơn trăm triệu thôi. Số sàn cũng có một số động có nhá. Toyota Vios lồi đồng cuối đá 2006 số sàn. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 130 triệu đồng tiếp này. Tên tư nhân 34 Hải Dương màu bạc. Đấy, xe này đầu 130 triệu đồng. Đây, tiếp tục là 130 này, chỗ này đồng giá 130 thôi. 130 số động Daewoo Maglert 2005, đăng ký làm bánh năm 2007. Xe này mang động cơ 2.4 số động. Sedan đầu phân khúc hạng D này. La xăng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha bi cầu, đèn cầm phá xương, xin nhan trên sườn xe nhá. Sấy gương, sấy kính, sấy ghế này. Đấy, gương kính ghế điều chỉnh điện hết luôn. Số động 2005, em Tùng đang bán 130 nhá. 130 triệu đồng chương trình mình quan tâm. Đấy thì góc này còn một chiếc số động này, tiếp tục báo giá mình này. Gentech màu xám bạc năm 2010, đăng ký làm bánh năm 2011, động cơ 1.2 số động này. Đấy, tên tư nhân thủ đô nhá, máy số keo chỉ sơn CZ 235 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng ạ. Vâng, chóc Nguyễn Trưởng này, chóc Ngô Thế Dung này, chóc Lương Nguyễn chào đại đình mình nhá. Đấy thì vừa rồi em cũng báo giá gọi là khá khá đầu sản phẩm rồi. Đấy, không biết anh chị mình đã chọn được mẫu nào ưng ý chứ nhỉ? Để em Tùng tiếp tục tư vấn cho nhá. Đấy, mỗi tối thì em xin ra là mình từ 40 đến 45 phút thôi, 40-45 phút nhé. Để báo giá lần lượt những đầu sản phẩm bên em đang có cho là mình cùng tham khảo này. Đấy, mình hãy xem lại một lúc nữa cho em nhé. Một số đầu xe mới về hôm nay đây. Em điểm lại này.
Đây, một số đầu xe mới về đây. Ford Everest máy dầu 212, số động 450 triệu đồng, động cơ 2.5 máy dầu nhá. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng Everest này. Máy số keo chỉ sơn si cột kèo zin. Tên tư nhân 19 Phú Thọ. Đấy, quê hương đất tổ đây. Các bác nào đang muốn chọn mình một dòng xe máy dầu đấy, rất là tiết kiệm, rất là kinh tế này, thì tham khảo cho em mẫu này nhá. Ford Everest 2012. Đấy, máy dầu, tên tư nhân 19 Phú Thọ đây. Vâng, chào bác Nguyễn Thơ này, chào bác Ngân PH này, chào bác Vũ Lăng, chào bác Nguyễn Trường, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, 40-45 phút rồi. Đấy, báo giá lần lượt đến đầu xe rồi nhá. Bác nào quan tâm sâu, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, để em làm giá một cách sát nhất, cũng như là chia sẻ những hình ảnh video chi tiết nhất về những đầu xe em đang có tình hình nhá. Đấy, vâng, thì em xin kết thúc buổi livestream ở đây. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào gia đình mình ạ.